Hai họa sĩ nhí của gia đình chúng tôi. Đây bức tranh. Mày vẽ nhanh nhanh lên. Tiến độ vẽ như thế này là quá là chậm rồi đấy. Tao nói cho mày biết. Còn dừng lại nữa. Vẽ nhanh lên. Đỏ đâu? Bông ơi, bỏ bức tranh con sâu ra sao nào. Kéo bức tranh ra. Kéo ra khỏi bị che. Đấy, đưa đây xem nào. Con sâu gì đây? Sâu cầu vồng. Sâu cầu vồng á. Con này như là cái con sâu thiểu năng này. Con này đúng con sâu thiểu năng rồi. Ôi dồi ôi, sâu này. Sâu thiểu năng. Toàn sâu thiểu năng với lại cả sâu bị béo phì. Ôi dồi ôi. Sâu béo phì, sâu thiểu năng. Các idol. Các idol nó vậy chăng? À, mày đẹp không? Mày đẹp ăn cái mày sao? Mày có quay tốc độ nhanh lên, quá chậm đấy, tô nhanh lên. Nhìn người ta tô kìa. Người ta tô một tí là xong, đây còn chọn mãi không xong thì mấy cái màu. Nhanh lên bông, vẽ tô tô nhanh nhanh xong tặng tặng anh Hải cái bức tranh này cũng được. Con gì đây bông? Đây con gì đây? Con ong. Ong à? Ong này như kiểu là ong nghiện ma túy. Tô đấy. Bông này thua rồi đấy. Ta bắt đầu cho xuất phát đi này. Bật đi cho nó chạy đi. Đây. Với ta thì tô đẹp với tô nhanh như thế này. Mà hai đứa chúng mày thì như kiểu là con rùa. Nhanh lên. Ôi trời, cái bông này tô xấu thế nhỉ, tô không kín màu. Nhìn san tô kìa, tô kín luôn kìa, đậm luôn. Nói lại còn vứt đi nữa. Rồi. Biến về. Đây đây đi đi. Tao đưa láo cho mày đi. Ra khỏi nhà tao đi. Đi. Đi đây, bên ngoài đi. Đưa láo à? Đi. Nhanh. Lượn cho nó trong. Nhanh. Sàn vẽ đi. Cho con này nó ngồi đây.